cái tăng sức đề kháng ấy nó không phải là một mình bộ huyệt đâu, mà nó phải hiểu về cơ thể nữa, hiểu về cái sự chuyển hóa ở bên trong cơ thể nữa, và phải hiểu về con, xem là con mình đang yếu cái bộ phận nào, mình cần phải hỗ trợ bộ phận nào thì mình mới có thể làm khỏe lên được. Bây giờ mình cứ ra sức cho con ăn nhưng mà con ăn nó không hấp thu được, con ăn nó không chuyển hóa được thì nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Bé nhà em biếng ăn quá, chị Trinh cho em xin kinh nghiệm và một số việc để kích thích ăn uống được không? Dễ quá. Mẹ Hậu có thể học ngay cái khóa tăng sức đề kháng. Trong tăng sức đề kháng nó sẽ có tăng hấp thu và tăng cân. Và tất cả những em bé mà trải nghiệm, những em bé mà không tham gia cái hành trình đấy thì không nói gì. Nhưng những em bé mà tham gia cái hành trình đấy, bé nào cũng tăng cân và bé nào cũng ăn ngon miệng. Đó là cái hành trình, chia sẻ trong khóa học tăng sức đề kháng. Khóa học đó gồm có 2 buổi và thời lượng của nó là 4 tiếng. Tại vì nó không đơn giản là chỉ cần huyệt hay là kinh nghiệm đâu, mà nó là cả một cái kiến thức về hiểu biết để chúng ta đồng hành với con. Không biết là có ai học cái khóa đấy và nhận thấy cái gì giá trị nhất của cái khóa đấy không ạ? Cái bộ huyệt nó không phải là tất cả, bộ huyệt thì nó có trên mạng ấy, có chia sẻ. Nhưng mà để mà hiểu được nó, để phát huy được cái bộ huyệt đấy, thì mình phải có một khoảng thời gian để mình diễn giải để các bố mẹ hiểu nữa. Nên là bạn Hậu có thể tham khảo cái khóa học tăng sức đề kháng. Khóa học đấy không biết học phí bây giờ hiện tại bao nhiêu, học phí bao nhiêu Sơn nhỉ? Không nhớ, nhưng mà nó rất là tượng trưng thôi, nó không hề đắt một tí nào, đúng không ạ? Khóa học tăng sức đề kháng thì hiện tại học phí của khóa học tăng sức đề kháng là 499.000 ạ. Và cái trải nghiệm về ăn ngon của con em á, thì cũng thực ra là em cũng khá là bận, nhưng mà cái đợt mà đồng hành cùng học viện tăng sức đề kháng để thực hành 10 ngày tăng sức đề kháng á, ngoài những học viên báo cáo rất là tích cực, còn riêng con em thì gần đây em cũng có nói với chị chỉ có 6 cái đợt ốm thôi, tức là mấy ngày ốm là bà vẫn bình thường, nhưng mà 6 cái đợt ốm á, bà ăn rất là nhiều luôn. Ví dụ như đợt này ăn chưa đi học về là ăn này, bà gần 3 tuổi bà ăn này, bà ăn liên tục cho đến trước giờ đi ngủ vẫn cứ đói ăn, không trước giờ đi ngủ và đói bụng quá, hôm nào cũng một bát cơm nguội hoặc là xôi á, thích ăn xôi ăn đậu xôi là ăn, và mẹ bảo thời gian đây không ăn, chưa vội hồi vội đói bụng quá, hoặc sợ mai là trôn dày. Chưa đi học ở trôn dày cũng đói bụng quá, còn không đói bụng phải dày sớm. Còn bạn ăn rất là ngon nhiều. Thì cái khóa học tăng sức đề kháng thì cô chị cũng đã dày rồi ạ. Bây giờ chỉ cần là mình đăng ký là mình có học, bởi vì thực ra cái kiến thức dài. Và mình như kiểu là cái thời điểm giãn nó cũng quan trọng. Có một hôm có mẹ hỏi em thì thay vì giãn buổi tối thì mình giãn buổi trưa có được không ạ? Thì em bảo là chỉ buổi tối thì theo cái giờ của tao phục ấy, giờ của đón thì con mới hấp thu được tốt. Và mẹ đó cũng bảo là trước đấy khi giãn buổi tối thì con có tăng cân, nhưng mà giờ mẹ cũng giảm cái bộ tăng sức đề kháng nữa, mẹ lại giảm buổi trưa thì lại không có kết quả. Cho nên là học thì nó sẽ hiểu sâu được vấn đề kỹ hơn và mình làm thì có kết quả tốt hơn ạ. Đúng rồi đấy, cảm ơn Xuân. Cái tăng sức đề kháng ấy nó không phải là một mình bộ huyệt đâu, mà nó phải hiểu về cơ thể nữa, hiểu về cái sự chuyển hóa ở bên trong cơ thể nữa, và phải hiểu về con, xem là con mình đang yếu cái bộ phận nào, mình cần phải hỗ trợ bộ phận nào thì mình mới có thể làm khỏe lên được. Bây giờ mình cứ ra sức cho con ăn nhưng mà con ăn nó không hấp thu được, con ăn nó không chuyển hóa được thì nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Cái khóa học chị Ho nó khác với khóa học tăng sức đề kháng. Khóa học tăng sức đề kháng là khóa riêng, và trong khóa học tăng sức đề kháng nó còn cả bao gồm cả cái phần thí nghiệm, đúng không Xuân nhỉ? Có cái thí nghiệm về hữu cơ đúng không? Có, đấy là một giá trị rất là lớn để mà mình phải chuyển hóa chính mình nữa cơ. Được ạ. Rồi những ai cần đăng ký cái khóa đó thì bạn Xuân sẽ hỗ trợ nhé. Mọi người cứ để lại số điện thoại, Xuân sẽ hỗ trợ. Rồi có, đúng rồi ạ. Từ lúc bạn chị Cúc à, mẹ Cúc, từ lúc học khóa hạ sốt và tăng sức đề kháng cho bé của cô, hai bé nhà mình không dùng đến thuốc tây nữa. Wow, tuyệt vời quá. Đúng thật sự ấy. Một lý do mà em phải tách riêng hai cái khóa học đấy ra là thứ nhất là để cho mọi người trải nghiệm cái hiệu quả của phương pháp diện trần, và đó cũng là hai cái chìa khóa quan trọng nhất để mình nuôi con. Tất nhiên là không ai mong muốn con mình ốm cả, không ai mong muốn con mình bị ho hay bị sốt hay bị sổ mũi hay bị viêm phế quản cả để mà trải nghiệm diện trần cả. Thế nhưng mà cuộc sống nó vẫn đang tiếp diễn, và mình thì vẫn nuôi con, và mình vẫn phải thả con vào môi trường mà con mong muốn, chứ mình không thể nào mà bao bọc con suốt cuộc đời được. Cho nên là những cái đấy là những cái mà tự nhiên rồi, nó không thể nào tránh khỏi được. Và mình muốn cho con có một cái sức đề kháng tốt thì chỉ có cách là gì? Mình hạn chế dùng những cái sản phẩm hóa chất, thuốc tây, hóa chất, thuốc kháng sinh lại, thì cơ thể con cũng sẽ có một cái sức đề kháng ổn định. Đấy, ví dụ như thế là mẹ Cúc này, từ lúc học hạ sốt và tăng sức đề kháng xong là bé không dùng đến thuốc tây nữa, nguyên nguyên một cái
cái mà mẹ đạt được đó là không dùng đến thuốc tây nữa mọi người, thấy lớn lắm, lớn kinh khủng luôn. Vì sao? Bởi vì cái thuốc thuốc tây ấy, nó dù sao nó cũng là hóa chất, nó là hóa chất và nó có hai mặt, nó là một con dao hai lưỡi mà, nó có hai mặt. Và nó sẽ, thứ nhất là tất cả các thuốc nó đa số nó có vị đắng, và cái vị đắng đấy nó sẽ được định vị vào gan, tức là nó sẽ ảnh hưởng đến gan, đúng không ạ? Cái vị đắng nó sẽ ảnh hưởng đến gan và mật. Nhiệm vụ của gan là tạo ra mật mà mật có vị đắng, cho nên vị đắng nó sẽ ảnh hưởng đến gan và mật. Và khi mà ảnh hưởng đến gan và mật rồi, tại vì mật nó là một cơ quan tiêu hóa để tiêu hóa chất béo của cơ thể, mà cái mật nó đã ảnh hưởng nó không tốt rồi thì chất béo ăn vào không hấp thu được, không hấp thu được thì dẫn đến cơ thể thiếu. Và não bộ thì rất cần chất béo, mọi người nhớ nhé, não bộ rất cần. Cho nên là muốn con thông minh và khỏe mạnh á, tự cái não bộ của con thông minh á, là cơ thể của con á hạn chế dùng thuốc tây. Mình phải quay về cái đầu tiên á, để gì? Để cái bộ phận tiêu hóa của con á, nó khỏe mạnh, nó phải tiêu hóa và nó cung cấp đủ dinh dưỡng cho não bộ thì não bộ nó phát triển được, chứ không không đơn giản là mình dừng thuốc. Cho nên cái thành quả mà không dùng đến thuốc tây nó to lớn kinh khủng luôn á. Đấy là cái mặt thứ nhất. Cái mặt thứ hai á, là gì? Khi mà tất cả những cái thuốc tây, kể cả kháng sinh hay là thuốc bổ hay là vitamin hay là tất cả, nó đều có hai hai thành phần ở trong đấy. Tức là ngoài thành phần thuốc để nó xử lý cái triệu chứng bệnh ra, nó còn có thành phần phụ tá tá dược ở bên cạnh. Và tất cả những cái đó nó sẽ gây độc tố, nó nhiễm độc vào gan. Bởi vì khi mà nó đã hấp thụ vào trong máu này thì gan gan ở trong cơ thể của chúng ta nó là một trong những cái bộ phận mà là một cái nhà máy để mà nó đào thải cái độc tố, nó lọc cái độc tố ra bên ngoài. Và khi mà nó lọc được cái độc tố ra bên ngoài rồi thì tất nhiên nó lại ảnh hưởng đến nó, đúng không ạ? Ngày xưa mình cứ nghe con nghe một câu là thương con thì cho ăn tiết, mà giết con thì cho ăn gan. Có nghĩa là gì ạ? Cái gan của những cái con động vật mà nó bị ốm á, nó bị ốm rồi nha, nó rất là độc. Nếu mà mình muốn ăn á, thì tất nhiên là nó cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Thế nhưng mà mình muốn ăn là mình nên ăn những con khỏe mạnh. Mình mà ăn những cái con ốm á, là cái gan á, nó giống như là một cái độc tố của cơ thể á, nó là một cái khối u á. Đấy, nó tích tụ độc tố vào trong đấy. Nên đa số những người mà có sinh hoạt nhiều chất kích thích như rượu bia á, những cái độc tố á, ảnh hưởng đến gan. Và người nào mà dùng thuốc tây nhiều, triền miên là sẽ ảnh hưởng đến gan. Và kể cả em bé cũng vậy. Những em bé mà hiện tại em thấy ở cái thời điểm hiện tại các em bé bị học đường á, bị cận thị học đường á, bị các bệnh về mắt này, rối loạn này, rồi cận thị viễn thị này, mà cái gan nó là cái nơi mà gì ạ, là khai khiếu ra mắt. Gan nó phải khỏe thì mắt nó mới khỏe. Mà bây giờ đa số là các em bé đeo kính nhiều lắm đấy. Mà nếu mà mình cứ chữa ở cái mắt này mà mình không chữa vào gan, nó không không thể hết được, không thể gốc bệnh được. Cho nên bây giờ á, quay lại vấn đề, tất cả mọi thứ ở bên bên ngoài của mình nó biểu hiện nào là thói quen ăn uống này, ngủ nghỉ này, tăng cân tăng hấp thu, hay là thông minh học giỏi, hay là bình an, các thứ nó đều là ở bên trong nó biểu hiện ra hết đấy, mọi thứ. Giống như là gì, buồn thì hại thận đúng không, tức giận thì hại gan đó. Cho nên là mình những cái câu nó không có sai đâu, quan trọng là gì, mình phải cai được thuốc mọi người, cai được thuốc nó mới là cái chìa khóa. Mình không tẩy chay thuốc nhé.